Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn vô minh chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ ưu não chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn bố thí ba la mật đa chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn pháp không nội chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn chân như chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn bốn niệm trụ chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn thánh đế khổ chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn thánh đế tập diệt đạo chỉ rõ Niết Bàn.